Lên cá rồi. Là một chim một chấm thế này. Chết rồi. Cá to rồi. Lôi dần vào. Cái lôi này, cái này bạn chặt vào. Đấy. Nếu mà cá căng quá thì cho nó ra. Con này chắc là to đây. Một con gì? Trời ơi. Khẽ lôi dần. Con này to đấy. Khẽ khẽ thôi, khẽ lôi dần về đây thôi. Nuôi mạnh là gì đấy? Quạt cái này không sợ đâu. Cá đấy, cá đấy. Nó tự ra, cho nó tự ra mà. Còn 3 cân, còn 3 cân. Đấy. Nhà có cá, hai con gà đây rồi, là con cá to đấy thì ngon rồi. Cỗ này lại ngon rồi. Đó. Câu cá Adu xin chào quý vị và các bạn nhá. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Adu. Hôm nay mình ở ao nhà bạn. Đấy. Tết này là hay đi các ao nhà hàng xóm này đi câu này. Đấy. Đi câu không biết là các bác có hay đi câu ở ao nhà hàng xóm không? Con gì đấy? To phết đấy. Ôi, con này là được rồi. Để bớt cho. Cầm cái điện thoại cho đấy. Cần thủ. Cần thủ chúng ta đang câu. Đấy. Đó. Đó, ngửa này là. Thôi cho phát nữa đi. Là lên đĩa chứ còn đi đâu nữa. Yeah. Lên đĩa. Có thịt luôn không? Úi trời, to phết đấy. Không sợ. Úi trời ơi. To thế. Qua đi, định qua định làm gì đi? Đi chợ em ơi. Cá chua nhà có thế thì. Nhiều. Ôi trời ơi, đặt câu xong có cá cắn. Mày xem những cái gì mày bảo. Cứ lo đứt dây, lo cần gãy, sao không gãy được cần, đứt được dây. Cá luộc à? Đúng. Biết câu. Hấp thì thôi mua xẻ thôi. À, xẻ con. Nhàn thật, cái đặt cá là xuống. Với hành. Đây có cái kìm để gỡ cho. Hai con tâu à? Câu luôn. Nghe được rồi. Đấy cầm cặp ra. Mình xem nó ở chiều nào xong rồi mình giật ngược lại. Đang cầm một tay quay thì hơi khó. Không phải tìm mua luôn. Rét cũng câu được hết. Đấy. Ở miền Bắc mà, cá chim này thì nó ham ăn. Rét cũng câu được. Ta đóng rồi. Đi qua. Qua là con gì đấy? Chấm đen. Chấm đen á, đen là cả. Chấm đen. Cái ao này kinh nhỉ. Ao này kinh nhỉ. Con này ăn gì bác? Chấm cỏ mà. Đặt là giật như này sướng nhỉ. Cá đói lên nhiều. Hơn cần đấy nhỉ. Đói mồi là thịt hết. May nay cá to rồi, cá to rồi. Cái kia mà sai cái ấy kìa, bạn cần kìa. Thôi cái quay đi. Đấy. Đừng cầm kiểu đấy nó. Chắc rồi. Có cái gì ăn đâu. Hơi đói. Mà thịt cá chắc chứ. Thịt cá chắc đúng rồi, kiểu nuôi không có tí mỡ nào, toàn thịt thôi. Mấy năm nay có tát này. Tát. Chỉ cứ thả và tát đấy. Chỉ cứ thả. Thả ăn câu ăn đi. Ở cái lưới này nó thế hay là? Hả? Sao? Hay là lưỡi thế chứ. Lưỡi thế nào? Đây đây, ớ. Vuông à? Nó hơi gập vào một tí còn gì nữa. Tưởng lưỡi thường nó khác. Mở ra một tí à?
À, vừa mình lấy cái kia mình mặc lại. Lấy kìm mắc là nó... Kìm kẹo à? Làm trưa đây ở đây uống rượu nhá. Mặt trời. Chính nhá. Dạ thôi chắc phải việc một tí. Việc gì thì trưa xuống đây uống rượu. Mời em xuống được em xuống ngay chứ. Gì ăn uống là phải tới ngay. Cá ngon gà ngon này. Giờ mình khả năng mình phát được khả năng này. Là tàng cá nhỏ thôi. Ờ cá to rồi. Ui ui. Đây. Úi trời ơi. Úi trời to lắm, con này phải cân 2 cân. Thôi này. Sao nó phải chú đầu xuống tí vì có cân nặng của á? À? Chưa. Ôi trời ơi. Nào lăng ạ. Ai trong ăn còn xa rồi. Câu cũng đẹp đấy chứ nhỉ. Đã đi chợ đâu chưa về đâu cơm ạ. Khả năng chuối nó mới ăn. Chán ăn rồi. Làm ăn nhiều quá, tháng 20 con. Tháng 20 ngày chứ. Mỗi ngày 2 con. Nó ăn no bố rồi. Đó. Toàn thế. Chạy về ngay xem nào. Ôi trời ơi. 3 cân nữa. Lên được chưa? Đâu? Rồi cả đấy. Cứ dòng mong nó về. Cứ dòng nó về đừng để cho nó trùng dây. Trùng dây. Không sao, không sao, không buồn đâu. Không, đấy, cái thì vẫn chặt tí nữa. Còng lưỡi á. Cái dòng cho nó mệt đi. Ý là cái lưỡi nó kéo quá là 4-5 kg. Ui, chấm đen. Chấm đen này. Nhiều chấm đen không? Đó. Nhiều chấm đen không? Đen 3-4 quả. Ui giời, con này phải to đấy, bọn này phải tầm 3 cân đấy. Con này phải 3 cân đấy. Đen anh ạ. Nhưng mà mày chưa lên được. Đen ngoan không? Chưa lên. Con này 3 cân, ui ôi to lắm. Béo chùm béo cháy rồi. Lên thôi, con này mày. To đấy, đang đây. Dao có sẵn rồi. Con này chắc là nuôi không có ăn nhỉ. Có vẻ là chắc đấy. Ừ. Gần bụng gần bong kìa. Ui trời ơi. Lên cá rồi. Là một chim một chấm thế này. Chết rồi. Ui. Thì thôi, hai con là thì được. Đi ăn cả mấy cái Tết. Quả trực rắn chắc lắm ấy. Nhờ. Còn 2 con nữa. Có 3 con câu là 1 con rồi. Úi trời ơi. Kinh thật. Trời ơi. Có chưa? Đuôi thì rất to, vây rất to nhá. Nhưng người thì rất nhỏ, đầu thì cũng to. Còn là chắc chắn rắn đây. Chắc đây. Không cho ăn. Đi kiếm ăn không? Hả? Chuối nó còn phải ăn. Chuối nó phải ăn đấy này. Rắn chắc này, con này sao lần này. À vừa bắt à. Con đang mọc da mới này. Đang mọc vảy mới này. Ừ. Hai đợt biến. Không. Vảy mới, nó bị sao? Cá chim cắn đuôi này. Cắn đuôi này. Úi giời ơi. Hai con này thì ngon lắm rồi. Còn hai con gà nữa chứ. Nay là mùng 7 Tết rồi mà vẫn chưa hết Tết. Chấm đen hấp được à? Chấm đen làm gì chả ngon, thịt nó chắc, dai ngon. Ui giời. Ui kìa. Ui trời ơi. Vẫn lên nữa. Nặng. Nặng, đầu thì to. Nặng, con này nặng.
Đó, đây là em chấm đen đã được thả vào trong bể này. Đó, cùng với rất nhiều loại cá đã chết. Úi trời ơi, thả ở đây nó có sợ bung bung cái bể đấy không? Nó quậy bung như đấy. To chưa? To chưa? Dài chưa? Hả? Cá chuối to bằng con này á? Thật á? To hơn nữa cả. Úi giời ơi, cá chuối to thế này phải đi câu cá chuối ấy. Này giả điện thoại anh Trung này, ta đi câu cá chuối đi. Yến rồi. Yến rồi. Cần câu còn cái xí nữa gãy. Nước không ngập trôi hết mẹ đi đâu. Còn sao ao chúng ta ao quá còn. Yến rồi, đây vợt đây có vợt không? Hay là nhấc thẳng lên. Vợt vợt đi. Đây đây em vợt. Có thử cần. Này, thử thử cái gì? Này là lên thử à. Rồi, đây hai con. Bây giờ là hai con này trị giá bây giờ là nó rơi vào tầm độ khoảng 8 cân. Trị giá 8 cân, 8 cân. 8 cân. Ơi, 8 cân thôi. 8 cân. Này câu lúc nữa là hết ao à. Câu lúc nữa hết ao à. Thôi hai con chi nữa được rồi. Con nữa. Con nữa gì? Trung ơi hai con. Thôi thả ra. Thôi thôi làm hai con, một con nữa. Đó, các bác nhìn không? Lên lên lên. Lên. Đó 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 đó. Đấy. Đây 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 đấy. Nhìn chưa? Cá chấm, cá chấm, cá chấm, cá chấm. Đó, từ sáng giờ lên 4 con rồi. Một con chấm đen, hai con cá chim, một con chấm cọ này, con này to này. Còn mấy con nhỏ, con chấm cỏ nhỏ thả hết ra rồi. Đó, mình câu ao này thích thật, lại thả ra con lại thả vào. Không ăn, được hai con cá chim, một con cá chấm rồi nên là không ăn. Đó, thấy bảo ao này có cá quả ấy, gọi là cá lóc ấy, gọi là cá sộp ấy. Đó, mỗi vùng miền một tên gọi. Đó, con cá cái gọi là cá lóc ở đây đi. Cá lóc đây nó khoảng 3 cân. Gia chủ bảo là đêm nó cũng nó đớp mồi ấy, như kiểu là người kéo cá cái ao này này. Như kiểu người đang bơi đang ở giữa ao này kìa. Kìa. Vậy kìa. Mình sẽ lăn cái đầu ao của ao. Mấy cái bóng nó ngớp cá ao mà nó ngớp linh đan tinh. À, mình đi hết 4 cái góc ao rồi mình chưa được. Giờ mình chạy thẳng đường này. À, sẽ chạy thẳng đường này. Mong sao là được cá sộp 3 cân. 3 cân một con đấy các bác ạ. To lắm. Mình sẽ mai mình không đặt máy quay, mình cầm cái điện thoại đi. Nên không được. Chỉ bắt cá.